Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hello. Hôm nay chị em mình sẽ thực hiện thử thách đua coi là ai ăn hết cái tô mì cay này trước nè. Cái này là mì cay của Sam Giang, vị phô mai gà gì đó, hồi nãy mình mua gói màu vàng vàng á. Nhưng mà nếu chị ăn không cái gói này thôi á thì nó sẽ không có gì hấp dẫn đúng không? Nên là đây. Đó. Trong này bao gồm tương ớt, ớt bột và mỡ ớt xiêm xanh nữa, nên là ai xui lấy chúng thì đáng chịu nha. Bây giờ mình sẽ chia cái phần ớt này ra. Đây nha. Đây là tô mì. Mình sẽ chia ra. Đầu tiên là mình sẽ quấy đều chút. Ăn mệt luôn mày ơi. Cái này xem nè. Hôm nay là trời mưa nha. Mà trời mưa ngày ăn cay ít thiệt rồi đúng không mày? Hãy nhìn cái sốt ớt này đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn cái tô mì của mình lên. Các bạn có thấy là cái tô nó đang chuyển sang màu đỏ không? Hồi nãy mình có sắc qua đó 3-4 cái ớt xin gì đó. Bây giờ ai xui thì trúng thôi nha. Sao tô mày ít ớt không chị sao á? Mì cay thì mình ăn cái mì nóng có chị thì sập mới ngon đúng không? Nhưng mà hồi nãy mình đi khắp luôn, phải gọi là 3-4 tiệm tạp hóa thì mình vẫn không tìm được cái gói mì cay mà mình hay ăn á. Mà Big C thì mấy nay hạn chế là kiểu đông người mình cũng ngại, nên là thôi mình ăn đỡ cái mì khô này cũng được, mình cũng chưa thử bao giờ. Tài trợ hôm nay đó là bà Giấc. Vô ăn à. Có một bí thuật đó là nếu như các bạn ăn cay á, mà uống nước ngon vô nó sẽ cay hơn nữa. Đã kèo quá. Cay không? Chưa đủ cay không? Từ ăn ngắm rồi. Cái tô của mày không đỏ hơn tô chị á nè. Mù lắm. Cay thì quét. Từ từ mới ngắm. Tô chị đỏ hơn á, đổi không? Thì hôm nay đây có mưa luôn á, có nghĩa là nó đang rất là lạnh, nhưng mà ăn một miếng là đã thấy nóng hơn rồi. Cay vãi. Mày bình thường không có cay đâu, mày bỏ này vô với cay nè. Rồi sau đó cái mì đó nếu như bình thường nó không phải đồ kẹo mà đâu, nhưng mà tương ớt thì không cay nữa, nó sẽ hơi ngọt, nhưng mà cộng với ớt bột nó xinh cay. Nếu như mà cái mì này mày ra ngoài tiệm thì nó là tầm cấp độ mấy? 4. Mới 4 thôi hả? Nó ớt, Hàn Quốc này mày đâu phải nó bỏ ớt bột, ớt tắm. Cái ớt bột của mình á, ớt bột của quán mình là ớt cải nguyên xay ra, chứ không có độ cái gì hết. Thì các bạn thường nghĩ là cái ớt khô mà độ xay lên độ ăn thì nó cũng có. Nó thì nó không cay được. Thằng mày đặt lên. Một đêm sau khi ăn cay là bắt đầu cháy rồi, nó phun mụn. Nó bị mụn ấy, với cả nó bị sần sùi ấy. Khó chịu lắm, không chịu đựng được. Review qua sơ về cái mì này nha. Cái mì này là mì cái gói màu vàng của Sam Giang 25.000 một gói, 25 đúng không? Mà trong cái gói như vậy. Thấy không? Nhanh đi trời. Cay. Mà cái gói gia vị của nó là sẽ bao gồm một gói bột phô mai màu vàng vàng, như là lúc đặt mình cũng để ý á. Đó là một gói gia vị. Là cái sốt nó đã hơi the the rồi. Chứ không phải là nếu nó không cay được không hết nước rồi. Từ từ thôi, để uống hết nước đừng xin. Má cay quá. Này mà đối với em người yêu này á, thôi mời ăn. Hồi xưa mình có coi cái phi hồng tâm như vậy, hai anh chị đi ăn lẩu Tứ Xuyên cao bát
không ra ngoài đường á, uống thun nhau khí thế luôn. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Nó hiểu tại sao ăn canh người ta không nhau được, biết nó gì ạ? Biết nó gì ăn canh không? Được. Mà nóng mặt, cho em ngồi không chạy. Chạy chưa? Trường ba cái đâu kê sẽ đóng cửa hết, nét ở ngoài thì nét không đóng cửa hết rồi, nên là đường xá nó vắng rồi, một số nhà hàng cũng không có chỗ được với cái tình thế như vậy nữa, khách không có thì họ không có nuôi nhân viên được, nên là một số nhà hàng mình cũng thấy bắt đầu đóng cửa, cái bị đóng cửa chờ tới cái lúc mà tình hình dịch bớt đi rồi. Những ngày này thì Đà Lạt nó như kiểu mình đấy là nó sẽ vắng như là một những năm 1900 bao nhiêu á, tại vì lúc đó mình chưa sinh ra, nhưng mà nó vắng thật sự ấy. Ăn cái phần càng cạn nó càng cay à. Ủa anh nghe nhỉ? Tôi Mỹ không thôi vậy á. Càng cạn nó càng đặc luôn, nó cay. Đừng. Tôi Mỹ thương tôi chạy cay hơn nữa. Ai làm vậy bây giờ? Ăn không hết đâu. Bình thường á, nếu như mà mình quay ở cái vị trí này nè thì sẽ lẫn rất nhiều tàu ăn một xe cộ, nhưng mà bây giờ nó lại vắng vẻ. Lâu lâu có một vài chiếc xe thôi. Mặt đen quá. Nhanh vậy? Ngày nhà là nổ mà chị à, hành hát vậy thôi. Rồi đúng là cay thiệt á. Nhưng mà nếu như mà tính ra xong rồi những tiền đi cay ở Đà Lạt á thì đúng là cái này chỉ tầm có 3, có 4 thôi. Chứ hơn nữa mình đâu ăn nổi đâu. Biết ngày mai có nổi bụng không? Em mình quay gần mặt mình thì em mình thì các bạn có thấy da mình nó bóng láng rồi này, tại vì mồ hôi á, trời đến xong rồi chói chân đây, em mình sắp chảy mồ hôi rồi, chảy chưa ta, mới thấy mặt mũi bóng bóng ren nhìn lên đây, ăn không rồi vậy này, thì mặt nó bóng bóng rồi này, sao mình rồi dẫn cái hình tượng thục nữ rồi. Nếu như mà các bạn lên Đà Lạt á, mà mình nói hết rồi mà tiện hơn mình cay, mình có thể mua về, mua ở đâu? Đa số mọi quán tạp hóa đều có một số loại mì cay nhất định, hoặc là quán xi mắc ở trên vườn vườn xong. Biết xây điện thoại nó rồi, biết xây là một cái tiệm tạp hóa mì gói luôn á. Nhưng mà mùa này đang dịch, thì chả đâu tạp đâu được. Còn một chút nữa sẽ ăn hết, không được bỏ phí.
Trời ơi. Tôi lấy của mình mà. Thôi. Đâu ăn cứ có chuẩn bị gì? Cái. Gì vậy? Ít hả? Chứ rồi ăn kem anh. Ý mình là mình là bị gà, mình có gà. Hồi nãy mình chiên một cái gà luôn, mình để sẵn rồi. Năm hết luôn các bạn, năm xong rồi tới lúc mình chuẩn bị quay mình cũng thấy gà đó chưa? Các bạn thấy được cái cơ mặt mình đang run. Thôi, lấy thằng ngồi lên đây kệ đã. Nè, bao nhiêu ớt xin em mình đưa lại hết không á? Cho. Nó đây. Này bé, ba lon này mới đủ. Nhìn là hai cái tô mình đỏ không luôn á. Không. Cơ mặt của mình nó đang run lên các bạn. Nó đang run không. Miệng của mình nó đang run rồi. Thấy được rồi. Thấy không thấy đâu, sao thấy không thấy đâu. Nhưng nó đang run. Video chân ngu này của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian với mình video nha. Nhớ like và subscribe kênh của mình để có thể xem được nhiều video chân ngu hơn của mình nữa. Vậy mình bye bye. Cảm ơn các bạn rất nhiều.